Ok, xin chào các bạn. Bây giờ mình sẽ làm một cái trải bài, đó là bạn sắp nhận được tin tức gì từ ai hai bạn ha. Bây giờ mình sẽ có 3 tụ bài. Tụ bài số 1 hình này. Tụ bài số 2 hình này. Tụ bài số 3 hình này. Rồi, các bạn có thể bấm đứng màn hình là để dễ chọn hơn. Mình sẽ đếm cái tụ bài số 1 nha. Bạn sắp nhận được tin tức gì từ ai? Thì mình thấy trong cái nguồn năng lượng này á, có một cái nguồn năng lượng rất là nhỏ, là nói về việc là bạn sẽ nhận được một cái tin tức hoặc là một cái điều gì đó từ một cái người ngọn lửa sinh đôi của bạn, hoặc là từ một cái người mà bạn không có gặp được, bạn ít gặp, bạn ngắt kết nối vân vân. Người này á, có thể rằng là họ sẽ gọi là tương tác thông qua một cái nguồn năng lượng cao, nhắc nhớ đến bạn hoặc là có những cái cảm xúc liên quan đến cái người này nha, giống như bạn bị gợi nhớ lại những cái chuyện cũ hay là kỷ niệm cũ hay là này kia các thứ ha. Rồi, ngoài ra thì bạn sẽ nhận được tin tức từ ai? Mình thấy rằng là sẽ nhận được một cái lời mời. Cái lời mời này á, đến từ một cái người mà người này một là đã có một cái khoảng thời gian không có kết nối với bạn được, một là ngắt kết nối, hai là rời đi ha. Mà cái người này có thể là người yêu cũ luôn nha. Và cái người này hay theo dõi bạn thông qua mạng xã hội này kia các thứ, thì họ đang chờ đợi một cái cơ hội nó tốt đẹp hoặc là tích cực hơn để mà tương tác với bạn đó. Thì mình thấy rằng là cái người này có vẻ như là họ đang chuẩn bị một cái lời mời để mà kết nối với bạn. Rồi, ngoài ra thì bạn sẽ nhận được cái tin tức nào? Đó là mình nghĩ rằng là bạn sẽ nhận được một cái tin tức, một cái sự thật. Và mình cảm thấy là cái sự thật này á, nó sẽ được một là nhắn qua chat hoặc là email, hoặc là bạn sẽ tìm ra được những cái câu trả lời thông qua mạng xã hội, hoặc là thông qua những cái message, những cái tin nhắn, hay là những cái cuộc gọi, hay là danh bạ cuộc gọi hay này kia các thứ. Mình nghĩ rằng á, bạn sẽ được nghe hoặc là được biết một cái tin tức về một cái câu chuyện đó, và cái câu chuyện này rất là liên quan đến một cái người thứ ba nào đó nha, cái người thứ ba trong cái chuyện tình cảm đó bạn ha. Đó rồi, mình thấy được là trong cái nguồn năng lượng này á, thì có thể rằng là bạn sẽ phải kết nối lại với người cũ, hoặc là cũng như gặp lại một cái người cũ. Và mình nghĩ rằng là cũng sẽ có một vài cái sự bất đồng quan điểm hoặc là cãi nhau này kia giữa hai người, nhưng mà có vẻ như là cái điều này là nó cần thiết xảy ra để nó, để hai người hiểu nhau hơn, để hai người có thể có một cái cơ hội để mà thức tỉnh hoặc là nhìn nhận lại mọi thứ. Cái người này thì sợ rằng là khi mà tương tác và nói chuyện qua lại thì những cái lời nói nó sẽ làm cho cả hai tổn thương. Nhưng mà mình cảm thấy là có thể bạn sẽ nhận được một cái lời mời cuộc gặp hay là này kia đối với một cái người cũ ha. Đó, mình sẽ thấy được là trong cái năng lượng này thì có vẻ như là nó khá là mệt mỏi đối với bạn trong những cái vấn đề chuyện tình cảm hay là những cái vấn đề gặp người này hay người kia các thứ nha. Đó, mình cảm thấy là cái người mà sắp mang đến cái tin tức cho bạn á, cái người này là một cái người yêu và nghĩ đến bạn, giữa hai người có những cái bất đồng quan điểm hoặc là có những cái tiêu cực cũ, và chắc chắn là sẽ được cái sự mở ra cái câu chuyện, hoặc là bạn sẽ tìm được cái sự thật liên quan đến cái câu chuyện này. Và ngoài ra thì mình cũng thấy là bạn sẽ nhận được tin tức mời đi ăn các thứ, hoặc là đi chơi, hoặc là cái bạn sẽ có một cái tin tức hoặc là câu trả lời sẽ đến với bạn vào mùa xuân nha. Ví dụ như mùa xuân bạn sẽ gặp được một cái gì may mắn nè, hoặc là mùa xuân bạn sẽ được người ta cho hay là tặng hay là làm cái gì đó cho bạn. Nhưng mà mình thấy là năng lượng này thì rõ ràng là bạn sẽ nhận được một số cái tin tức hoặc là câu chuyện rõ ràng về cái chuyện tình cảm của bạn á nha. Đó, về những cái người trong quá khứ hoặc là những cái người xung quanh bạn, những cái người nào mà liên quan đến bạn á
nha, bạn sẽ nhận được tin tức đó. Ngoài ra thì bạn sẽ được mời đi ăn uống, đi chơi, bạn sẽ có những cái tin tức về việc cái kế hoạch này kia các thứ. À, có khi bạn sẽ nhận được quà nha, nhưng mà cái khả năng á, cái tin tức này sẽ đến từ những cái người cũ của bạn là nhiều hơn là những cái người mới ha. Ok, mình sẽ kết thúc chơi bài này ở đây, bạn xem chơi bài riêng có thể inbox cho mình nhé. Rồi mình thấy bạn nhận được một cái tin tức nó rất là vui vẻ luôn, đó là một cái chuyến đi chơi hoặc là một cái chuyến đi trải nghiệm hoặc là một cái gọi là một cái chuyến đi mà nó khiến cho bản thân của bạn mở mở rộng được bản thân của mình hoặc là tìm thấy bản thân của mình. Ngoài ra thì bạn sẽ nhận được tin tức về những cái liên quan đến cái công việc, liên quan đến cái cuộc sống của bạn đối với cái tiền bạc các thứ các cái nha. Mình thấy rằng là sẽ có một cái tin tức tình cảm nữa cũng đến với bạn luôn. Mình thấy cái giai đoạn này á, là bạn đang cố gắng để mà vượt qua những điều trong quá khứ, nhiều khi nó không phải là mệt mỏi gì nhưng nó vẫn là một cái sự mắc kẹt, bạn cũng phải kiểm soát cái cảm xúc của mình vân vân. Và mình nghĩ rằng là bạn sẽ cần cái thời gian để mà healing, để mà chữa lành các thứ. Nhưng mà trong cái năng lượng này á, thì mình thấy là bạn đang có một cái sự phát triển về bản thân của bạn. Thì những cái tin tức mà liên lạc đến á, thì nó sẽ nói về cái chuyện rằng là một cái người nào đó họ sẽ gọi là có cái tin tức từ cái người đó đi nha, có cái tin tức từ cái người đó, họ giải thích hay họ nói cái gì đó, nhưng mà mình cảm thấy nó cũng có thật, nó cũng có gọi là logic, cũng có gọi là giống như cho bạn thấy được một cái sự rõ ràng hay là chắc chắn, chỉ đơn giản là chạy lại nói thế này, nói thế kia, nói thế nọ, và bạn cảm thấy chán vì bạn không tin, bạn cảm thấy này kia nọ các thứ, bạn cảm thấy mọi thứ nó bạn không muốn nghe, bạn không muốn người này tới nữa, bạn không muốn người này ấy nữa, bạn muốn chia tay. Hoặc là kiểu thật ra trong cái nguồn năng lượng này đôi khi bạn sẽ có một cái tin tức từ cái người đó nhưng mà người đó đến để chia tay với bạn nữa, có thể là vậy nữa. Nhiều khi không phải là họ đến để chia tay mà là họ đến xong hai người nói chuyện rồi không có thuận nhau này kia rồi chia tay đó. Thì cái tin tức đó đó lúc ban đầu đó là trong nguồn năng lượng này nói về cái tin tức, cái sự độc lập của bạn á ha. Cái sự độc lập á, thì mình thấy là ở năng lượng này thì bạn cái người nào đó nha còn sẽ tới làm phiền bạn trong cái chuyện tình cảm này, người mà bạn đang quen hay cái gì á, và họ nói rằng là họ còn yêu bạn, họ còn tình cảm với bạn các thứ các cái đó, rồi họ đang muốn kết nối lại với bạn. Họ nói là hãy tin đi, họ sẽ thay đổi này kia, nhưng mà kiểu giống như là mình cũng nói rồi, không có cái gì để tin được hết bạn ha, giống như bạn cảm thấy là không có cái gì để tin được hết đó, bạn không có cảm thấy tin tưởng cái người đó. Thì mình cảm thấy trong cái nguồn năng lượng này thì cái sự kết nối lại hoặc là cái tin tức của cái người đó nó cũng chỉ đơn thuần gọi là một cơ hội, xin bạn một cơ hội hoặc là quay trở lại một cách nhanh chóng bởi vì sợ bạn rời đi khỏi mối quan hệ này đó. Nhưng mà mình cũng thấy rằng là có vẻ như là bạn sẽ có tin tức đi chơi hoặc đi du lịch gì đó, đi du lịch đi biển hay là đi chơi gì đó rất là vui vẻ nha. Hoặc là bạn sẽ có một cái tin tức từ gia đình á, gia đình bạn từ nước ngoài hay các thứ á, hoặc là bạn sẽ có tin tức về một cái tiền bạc hay là một cái may mắn gì, cái công việc á, công việc tiền bạc nói chung á ha, liên quan đến nước ngoài, hoặc là nói chung là chắc chắn là sẽ có một cái tin tức tiền bạc và công việc ở đây ha. Ok.
Rồi, ở đây mình thấy là bạn cũng rất là may mắn khi có một cái tin tức về làm quà, làm quà vui vẻ trở lại, một cái tin tức rất là tích cực làm cho bạn rất là vui, một cái tin tức lấy lại cho bạn cái sức sống, cái niềm vui. Và mình thấy là tin tức sẽ đến từ hai người luôn, bạn sẽ có một người yêu và một người mới, nói chung là tin tức từ hai người đó. Mình cảm thấy thí dụ như mà bạn đang cảm thấy là không có rõ ràng gì mối quan hệ này, hoặc là bạn cảm thấy không hài lòng, bạn cảm thấy nhiều thứ, thì trong cái nguồn năng lượng này chắc chắn bạn với cái người đó đó sẽ có, người đó sẽ đến nói chuyện với bạn, nói chuyện rõ ràng và có cái tình cảm thật sự dành cho bạn, và giống như là giải quyết những cái sự khúc mắc giữa hai bên, hoặc là cãi nhau gì này kia các thứ ha. Và cái việc mà bạn với cái người này còn duyên, hoặc là bạn sẽ nhận được một cái tin tức từ cái người này vân vân, rồi rất là tốt luôn nha. Rồi trong cái năng lượng này bạn sẽ nhận được tin tức từ gia đình, hoặc là một cái lời mời nào đó, cảm thấy rất là vui vẻ, lời mời hợp tác, lời mời đi chơi, cảm thấy rất là vui vẻ. Nhưng trong nguồn năng lượng này chắc chắn những cái tin tức mà sắp đến với bạn á, nó là sẽ là những cái tin tức nó rất là vui vẻ nha. Còn cái việc á, mà cái đối tượng đó đó họ có người khác á, thì mình nghĩ rằng là nó cũng sẽ rõ ràng rằng là họ, cái người này họ sẽ có ai khác, và họ cũng có thể là liên lạc hoặc là kết nối với ai khác đó. Đó, và có thể là cái việc đó cũng sẽ đến tai bạn trong cái thời gian kế tiếp á ha. Thì mình thấy rằng là phải có một cái cuộc gặp mặt nói chuyện kết nối để giảng hòa cho bạn với lại cái đối tượng nào đó của bạn. Đó, thì mình thấy rằng là sẽ có niềm vui, hoặc là ai đó người mới đó mời bạn đi hẹn hò các thứ các cái rất là vui, rất là tốt luôn đó. Và mình thấy rằng là bạn sẽ có những cái cuộc trò chuyện điện thoại của bạn bè bạn nè đó, cái sự kết nối từ bạn bè nè nó cũng rất là vui vẻ luôn ha. Và mình thấy năng lượng này thì bạn sẽ có một giai đoạn gọi là moving on, tiến về phía trước á, nói chung là nó khá là enjoy cuộc sống, cũng như là sẽ có những cái tin tức từ người nam này người nam kia, nhưng mà những cái tin tức đó nó thật sự là bạn cũng có cần thiết lắm, giống như bản thân bạn cảm thấy thoải mái, cảm thấy vui vẻ, nhưng mà năng lượng này thì tin tức này đến từ những người mà bạn thích á, hoặc là người ta thích bạn á, đó liên quan đến cái chuyện tình cảm á, bạn sẽ có những tin tức đó, hoặc là bạn sẽ có những tin tức liên quan về cái việc mà tiền bạc này kia các thứ, nhưng mà kiểu như là cái tiền bạc này là để bạn đầu tư hay bạn làm ăn hay bạn để dành gì đó, có những cái tin tức vậy đó, kiểu giống vậy. Ví dụ như là mình được thêm thưởng thêm cái này, hoặc mình được cho thêm cái kia, cái kiểu vậy ha. Ok, mình sẽ kết thúc cái trải bài này ở đây ha, bạn xem trải bài riêng thì có thể inbox giùm mình ha.